À, chào anh, cho em hỏi là bình thường thì anh dùng những chiếc máy này thì anh hay dùng những phần mềm gì? Đây là một cuộc trao đổi tại vì bản thân em cũng chưa dùng cái phần mềm đồ họa mô phỏng như này để test những chiếc máy này. Ở đây thì mình làm chủ yếu với mảng là thiết kế kiến trúc. Thế đây là phần mềm gì đấy ạ? Đấy là Một một lát thì mình sẽ giới thiệu với mọi người. phần mềm này thì nó là một bộ kín nó chạy trực tiếp trên của Revit. À, bình thường nếu mà anh thiết kế thì anh đã từng trải nghiệm anh thiết kế trên dòng máy cây rồi thì trên laptop thì anh thấy như thế nào? Tất nhiên là dòng máy cây thì nó cũng phải đầu tư một cái cấu hình khá khủng để chạy được. Nên là cũng là đầu tiên mình cũng muốn là thử nghiệm trên laptop đúng không ạ? Anh đã hiểu qua về cấu hình của những dòng máy này chưa? Cũng chỉ mới nghe anh review nghe trực tiếp đến thôi. Tại vì bản thân em cũng chưa đến từ test cái phần mềm này của anh bao giờ. Ở đây em thấy các mọi người hay dùng Revit để test cái bản vẽ của anh. Thưa mọi người, trên bàn đây là hai chiếc máy gần như nó là gần thuộc cũng khá là khủng ở trong cái phân khúc dưới 50 triệu đồng một chiếc máy này. Ở bên đây là chiếc 7710 được trang bị cấu hình Xeon và card M4000. Còn đây là chiếc 17 ZBook G3 và được trang bị cũng chip Xeon và RAM 32GB cộng thêm cảm hình con này thì M5000. Và bây giờ thì mình sẽ mời mọi người xem cái đồ họa mô phỏng của chiếc máy này. Xong rồi em sẽ hỏi ý kiến anh luôn. Quên mất em chưa hỏi ý kiến là gì ạ? Ok, mình Huế. Đây là anh Huế mọi người nhá. Bây giờ thì sẽ thử test cho mọi người xem luôn. Và thưa các bạn, đây là phần mềm bên trong. Nó một phần mềm mô phỏng bằng 3D. Chúng ta có thể vào xem căn nhà chúng ta bên trong. Những chiếc máy thông thường thì nó rất khó để dựng được những cái phối cảnh như này. Cái này là thiết kế xong rồi đúng không anh? Đúng rồi. Và đây chúng ta có thể đi. Một bản này thì nó nặng bao nhiêu đấy ạ? Khoảng 500 mê. 500 mê một bản vẽ các bạn nhé. Đây, em thử vào cái phòng này. Làm sao để vào cái phòng này rồi anh? Cái này nó như game nhập vai luôn. À đấy. Đi ra không thể. Nhưng mà đây nó đã được 3D cho anh? Hiện tại là đã được mô hình hóa hết rồi. Mẹ em thấy nó vẫn chưa lét lắm thì phải ạ? Đúng. Đấy là vấn đề riêng mình đang quan tâm đấy. Thế còn bình thường làm sao em thấy dựng các bản vẽ mà em xem trên mạng thì nó lét lắm. Rồi, thì mình thấy cái này là mình cũng muốn nó phải tìm thêm một cái máy cũng có thể đáp ứng được kia thì... Vâng, còn đây bình thường anh đang vẽ trên máy gì đấy ạ? Một cái máy cây cũng khoảng là có một cái chuyên dùng của nó, GTX 1080. 1080 nó cũng là khá là khủng đấy anh ạ. Nhưng mà thường các kỹ sư thì sử dụng giọng card Quattro, chắc anh chưa tìm hiểu trước. Quattro nó là một loại card mà nó tối ưu hóa cho mô phỏng, đặc biệt là các phần mềm mô phỏng 3D như này thì nó sẽ tốt hơn. Anh để ý dân kỹ sư thì ít dùng GTX, mặc dù GTX vẫn có thể đáp ứng được anh ạ. À, bây giờ anh cứ test đi, xem dùng được hay không thì bọn em sẽ tư vấn thêm. Thưa các bạn, những dòng máy này thì chúng ta sẽ có khả năng nâng cấp từ RAM đến card màn hình. Card màn hình của hai phiên bản mình đang sử dụng thì cao nhất của nó là Quattro M5000 với dung lượng 8GB. Còn bên trong máy thì nó sử dụng đó là Core i7 và Xeon, và cả hai chiếc máy sử dụng đây là Xeon. RAM nó sẽ tối đa đó là 64GB RAM. Chắc là vừa nãy em có bật phần mềm xem cái tab của anh ấy. Sơn bật tab thôi. Các bạn mình sẽ chỉnh thông số tab của cái. Đây là tài nguyên cái máy chúng ta đang sử dụng, các bạn có thể nhìn vào đây này. Mặc dù là đây mình sẽ thử nhé. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là CPU đang sử dụng hết 36 này, memory 35% này, ổ cứng 41 này. Cảm màn hình nó đang tham gia này các bạn này. Có lẽ là cái đồ họa mô phỏng này các on chắc không có cái máy nào chạy nổi. Còn nếu mà để dựng độ phân giải LED lớn hơn mà như thật thì chắc có lẽ là cái tài nguyên máy nó sẽ tốn hơn nhiều. Thế là mọi bản vẽ xong là mình dựng cái test để cho khách xem đúng không em? Đây các bạn thấy này, mình đang đi ra ngoài này. Thưa các bạn, là chiếc ZBook 17 G3 này thì card màn hình của nó lên đến M5000 và dung lượng 8GB. Và hiện nay chiếc card mới nhất sử dụng dòng card đồ họa đó là sử dụng dòng card P. Hôm trước thì mình đã giới thiệu các bạn đó là dòng 7720 và con cao nhất của nó đó là ZBook 17 G5. Con này thì 17 G3 này các bạn ạ. Nó sử dụng dòng card bây giờ cao nhất đó là P5200, dung lượng 16GB, còn thường là phổ thông vẫn là P3000, P4000 và P5000. Dung lượng là tương tự là P3000 là 6GB này, P4000 là 8GB. Con này anh thấy card 8GB thì anh thấy sử dụng so với cái này như thế nào? Chẳng có cảm nhận được luôn đúng không ạ? Con này là bộ nhớ nó 8GB, con này chỉ 4 nữa. Đây là card màn hình. Card màn hình nhá. Thì chúng ta xử lý này là mô phỏng chủ yếu là sử dụng tài nguyên của nó card màn hình. Không biết anh cảm nhận như thế nào, bọn em không dùng phần mềm này nên mình sẽ không giỏi. Nó là cảm nhận của khách hàng ấy. Không, về cái mặt đồ hình thì nó khá mượt rồi, nói chung là hình mình nghĩ là cũng không phải là vấn đề nữa. Vâng. Nó cái chất liệu thì nó lên nó khá chậm.
cái chất liệu của này nhé, ví dụ như đấy, cái này trực tiếp cả màn hình em nghĩ là nó tham gia xử lý cái này. Đây là cái sàn đá đúng không anh? Cái này vật liệu đá nó hơi bóng một chút, thì trong cái cũ nó hơi bóng. Mà nhìn cái màn hình này thì anh thấy liệu có đáp ứng được cái màn hình của anh mời, màn hình này là 72% gam bút anh ạ. Ừ. Mình thì không mình chỉ là nhìn và cảm nhận để đánh giá thôi, chứ còn bây giờ về số liệu kỹ thuật thì 72% là con này là, em nhớ không thần nó là màn 4K thì phải. Sorry mọi người. À, nó là 72% mà ạ. Nó là 1920x1080 thôi, còn phiên bản cao cấp nhất của nó là màn 4K. Nhưng 4K đồng nghĩa là mình kéo cái tài nguyên máy nó sẽ xuống. Mà thường thường các kỹ sư vẫn dùng màn full nhiều hơn đấy ạ. Đây là buổi tối đúng không anh? Được rồi, chuyển đổi thành buổi tối rồi. Thứ ban ngày thì sao này? Ô, chỉ bấm một cái nút mà nó lên được rồi ạ. Đấy là tôi đang đổi thôi, chỉ chọn thời gian. Dựng một bản này có lâu không anh? Lâu, cái này nó song song với khâu thiết kế luôn, chứ không phải là chỉ dừng chắc cái này. Chắc là nhiều người làm đúng không ạ? Được rồi, cái này. Thế là nhiều người vẫn có thể thiết kế một cái, xong mỗi người vẽ một cái bản riêng. Không, mỗi người ta sẽ vẽ vào một chi tiết trong này. Vâng. Ví dụ những người chỉ làm cái phần khối này, người làm khối này chẳng hạn. Vâng. Thì chia thành từng khu vực cái sau đó đồng bộ nó lên. Vâng, vâng. Cái này anh thử ví dụ anh đã dùng một con card mà 1080 trên PC rồi với cả chip rồi, thì anh thấy dùng con này thì nó khác biệt nhiều không ạ? Ừ, đấy chỉ mỗi cái phần chất liệu với cả cái đồ nét của nó ấy. Có nghĩa là những cái này đúng không ạ? Chất liệu với cái nét. Vâng, thưa các bạn, mình cũng phải nói rõ như này. Chiếc laptop thì nếu mà cùng cấu hình thì có lẽ mình đã từng test thử, đó là hai con máy ấy mà cùng cấu hình, ví dụ card 1080 chẳng hạn, ví dụ trong cái dòng máy này, laptop thì thường nó sẽ vẫn thua khoảng 15% hiệu năng do với PC. Những ưu điểm của laptop đó là chúng ta phải xách đi xách lại thôi. À, mọi người đầu tư giá tiền thì trên laptop nó cũng cao hơn so với PC, thì mọi người cân nhắc trước khi mọi người mua sản phẩm xem nó có phù hợp hay không. Ví dụ trong cái tầm anh đầu tư liệu cái máy này, nếu mà anh đang làm đây thì anh thấy thế nào? Nên là ok. Vâng, em chỉ là ý kiến. Để những người sau mà mua nó hiểu hơn, vì bản thân em cũng chưa từng test cái phần mềm của anh bao giờ. Và em cảm ơn anh. Bây giờ thì em support lên cho mọi người.